Em cũng có một chút chia sẻ là em vừa liên quan được vài ngày thôi nên là em cũng thiếu những cái suy nghĩ chín chắn cũng như là chưa có nhiều những cái kinh nghiệm để có thể diễn tả những cái suy nghĩ, cái lời nói của mình một cách chính xác nhất. Như vậy chung cũng có nhận xét là em trả lời hơi bị dài dòng cũng như lan man. Cái ý đầu tiên của em thì luôn luôn là đi đúng cái trọng tâm, nhưng mà sau đó thì em bị nói hơi nhiều, làm cho cái nội dung sau đó thì nó bị không chính xác nữa. Nên là em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người đã làm cho mọi người hiểu sai đi cái ý của em, làm mọi người buồn về em nhiều. Thật sự là em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một cô hoa hậu có những lời nói chính xác. Em hy vọng là trong thời gian tới em sẽ có những cái lời nói chính xác hơn, phù hợp hơn để mọi người có thể có cái nhìn tốt hơn về em. Thật sự là em chưa bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà mọi người cũng biết là sau khi đăng quang thì em phải tham gia lịch trình của Media Tour, đến với rất nhiều nhà báo. Mỗi câu hỏi thì sẽ ở mỗi cái cách khác nhau, ở mỗi cái góc nhìn khác nhau. Thì em đôi khi cũng chưa hiểu hết những cái câu hỏi, cũng như là vì cũng phải trả lời rất nhiều nên là đôi khi cũng sẽ hơi thiếu ý ở chỗ này chỗ kia, là chưa có thể đưa ra một cái câu trả lời chính xác giống như những gì mà em suy nghĩ, nên là có đôi khi sẽ làm mọi người hiểu nhầm cái suy nghĩ của em. Em muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người. Trong đó hai cái ý mà ý Nhi có đề cập thứ nhất là ý là bạn trai của ý Nhi với một cái câu hỏi là ý Nhi bây giờ đã là hoa hậu, thì cái việc mà cái mối quan hệ với bạn trai và ý Nhi mong muốn bạn trai tiến bộ như thế nào, đúng không? Thì ý đầu tiên là ý Nhi có nói về cái việc là theo thật ra ý của ý Nhi muốn diễn tả rằng là theo như cách nghĩ theo cái quán tính thì có thể rằng là khi ý Nhi như vậy thì bạn trai của ý Nhi sẽ phải tiến bộ theo ý Nhi. Nhưng mà ý là ý của ý Nhi là như vậy, nhưng ý Nhi cũng mong bạn trai ý Nhi là cứ hồn nhiên, cứ sống đúng cái tuổi của mình, và ý Nhi cũng mong là cái tình cảm của ý Nhi được lâu bền. Đó là cái ý mà ý Nhi muốn nói. Nhưng mà chính vì là cái ý cứ diễn tả tới diễn tả lui thì thành ra là thành dài dòng, và ngoài ra thì sẽ có những phần, có những cái trang hoặc là những cái tài khoản thì cắt đoạn đầu nhưng mà không không để thêm cái đoạn sau đó, thì đôi khi là chúng ta sẽ không hiểu hết được cái ý đó. Và cũng mong là các bạn sẽ có thể dành thời gian để coi full lại cái chương trình phỏng vấn đó ở trên chính các cái tờ báo đó để có thể hiểu hơn về ý Nhi. Thật ra là ý Nhi là một cô gái rất là chân thành, rất là trung thực. Đó là cái lý do mà giống như là bạn phơi bày tất cả ruột gan của mình, gia cảnh có sao, rồi mối quan hệ bạn bè có như thế nào, hay là tính cách mình như thế nào, thì ý Nhi đều diễn tả, đều kể lại hết như vậy. Và chúng ta sẽ phải thương cho cái sự chân thành đó của ý Nhi. Dung thấy là trên Facebook của Dung đang một số bạn hình như thả cái mặt này là mặt phẫn nộ, đúng không? Thiệt ra là Dung mong các bạn trẻ là chúng ta sẽ nên yêu thương hơn, vị tha hơn, để có thể hãy thả tim, hãy thả mặt cười và hãy cho ý Nhi những cái lời động viên khác. Vì tuổi trẻ chúng ta thì chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta sẽ có những cái sai lầm, và sẽ có những lúc chúng ta sẽ đôi khi cũng không diễn tả được hết ý mình. Và ý Nhi cũng là một cô gái còn rất trẻ, bên cạnh cái danh hiệu hoa hậu thì ý Nhi vẫn là, ngoài những cái giây phút bạn có mặt ở trên đời này như là một hoa hậu, thì
ngoài những cái giờ phút đó ra, bạn vẫn là một cái cô gái tuổi 20, 21 vẫn rất cần mọi người yêu thương và thông cảm. Con người chúng ta thì ai cũng sẽ trải qua những chia sẻ, thì không phải lúc nào chúng ta cũng chia sẻ được hết trọn vẹn những cái ý mình muốn nói. Cái ý thứ hai mà Ý Nhi cũng đang bị mọi người cảm thấy buồn, đó là cái ý là thay vì bạn bè cùng trang lứa uống trà sữa hay là ngủ hay như thế nào đó, thì giờ Ý Nhi phải hãy chia sẻ lại hết cái ý mình muốn nói là gì, để cho mọi người hiểu hết được cái ý của em trong cái bài phỏng vấn đó. Thật sự cái ý của em ở đây là bởi vì em đang mang một cái trọng trách cũng khá là lớn, em sẽ phải trưởng thành hơn, em phải có những cái trách nhiệm thật sự là lớn hơn so với các bạn. Thì em là một người khá là suy nghĩ ra khá là vô tư, giống như cái độ tuổi của em thôi. Thì em khi mà em ngồi trên ghế nhà trường em đi học thì các bạn của em thì thường hay suy nghĩ là hôm nay sẽ uống trà sữa gì hay là sao đó, thì em mới không có suy nghĩ rộng hơn, em đã không suy nghĩ rộng hơn và em đã nói một câu nói thật sự là chưa chính xác, cũng như là chưa diễn tả được hết đầy đủ các ý của em. Em không có ý phủ nhận cái sự cố gắng của tất cả mọi người, mà ý của em thật sự lúc đó là cũng vì là em cũng khá là mệt vì trả lời báo chí rất là nhiều và đi xuyên suốt nhiều ngày liên tục, nên là suy nghĩ của em có khi là hơi không tỉnh táo để có thể truyền tải đến tất cả mọi người một cái nội dung thật sự là đầy đủ giống như mà em đang suy nghĩ. Em xin lỗi mọi người rất nhiều. Lúc nãy thì chị Dung cũng có chia sẻ với Ý Nhi là Ý Nhi nhìn xung quanh Ý Nhi đó, tất cả những anh chị, những bạn mà đang chăm sóc cho Ý Nhi hiện tại, những anh chị làm truyền thông hay là những anh chị trong cái ekip tổ chức chương trình Hoa Hậu, thì cũng rất nhiều anh chị mới ra trường, rất nhiều các bạn thực tập sinh cũng thức khuya dậy sớm mà cũng đi làm, và các bạn cũng rất cực chứ cũng tất nhiên là các bạn vẫn đúng cái lứa tuổi của mình, vẫn uống trà sữa, vẫn đi chơi, vẫn đi coi phim, vẫn hồn nhiên như bình thường, nhưng mà mình làm ra làm, chơi ra chơi. Và chị nghĩ rằng là và khi mà Dung nói cái điều đó với Ý Nhi thì Ý Nhi rất hiểu, và Ý Nhi nói là Ý Nhi đang nghĩ như vậy, đang chia sẻ như vậy, nhưng mà giống như vì nói một cái câu nó dài, cuối cùng mình cũng không nhớ hết là mình nói những cái gì, và có lúc mình cũng nói sai. Thì thiệt ra là chắc chắn là những cái phát ngôn của Nhi mà nó có vấn đề thì Dung sẽ là người, cũng phải là người xin lỗi tới quý vị, xin lỗi tới mọi người. Vì giống như là thôi thì con dạy cái mang đó, mong là mọi người cũng sẽ yêu thương, tiếp tục yêu thương Ý Nhi. Trong cái câu chuyện mà về bạn trai hay là về gia đình hay là về cái hào quang của Hoa Hậu sau vài ngày đăng quang, thì Dung cũng đã trao đổi với Ý Nhi về việc là em sẽ còn đang chưa có lấy lại thăng bằng sau những cái giờ phút đăng quang như vậy, thì em sẽ phải bình tĩnh lại, sẽ phải chừng mực lại để mà mọi thứ mình nói ra, mọi điều mình nói ra nó phải chính xác hơn, nó phải ngắn gọn hơn, để đừng có lan man một hồi là mình sẽ nói những cái điều nó không chính xác nữa. Thì mong mọi người hết sức thông cảm và hết sức bỏ qua để cảm thấy yêu thương cô gái nhỏ bé này hơn. Đó, tâm tư của Dung là như vậy. Thật sự là về cái việc bạn trai của em thì bạn cũng hay nhắn với em là bạn cũng muốn cố gắng, cũng muốn phát triển để có thể phù hợp với em, để cho mọi người không có những cái lời so sánh là bạn không bằng em hay này kia. Thì bạn luôn có những cái sự cố gắng như vậy và em cũng cố gắng. Nên là cái lúc chia sẻ thì em có chia sẻ là bạn cố gắng giống em, cả hai đều cố gắng vì nhau. Thậm chí là từ khi em ngồi trên ghế nhà trường thì hai đứa luôn nỗ lực và phấn đấu để có thể học giỏi hơn, để có thể trở thành con ngoan, trò giỏi.
Luna đang xem nè, Hoàng Tony đang xem nè, Thủy Tiên đang xem, anh Đệ, anh Đỗ Long mọi người đang chia sẻ, 60.000 người đang xem ở trên TikTok, 10.000 người đang trên Đỗ Thị Dung. Thiệt ra là rất là mong mọi người sẽ thấu hiểu, sẽ chia sẻ, vì hành trình tuổi 20 với những cái bất ngờ đến như thế này, chắc chắn là ai đi thi hoa hậu thì cũng sẽ mong mình đăng quang, nhưng mà cũng sẽ không tránh khỏi cái sốc nhiệt á, ngộp á, và trước những cái điều mà bỗng dưng đến với mình như vậy á, thì Ý Nhi cũng, nhưng mà thật ra Ý Nhi là một cô gái vô cùng chân thành, chính vì chân thành quá cho nên là tất cả mọi thứ ruột gan mình sao là nói ra hết như vậy đó. Thì làm nhiều thì sai nhiều, đi trả lời phỏng vấn nhiều hoặc nói nhiều thì chắc chắn cũng sẽ có sai, đó là cái giống như cái tự nhiên nó diễn ra vậy đó, không làm là không sai, có làm là có sai, cho nên là mong mọi người sẽ hết sức cảm thông, và chúng ta sẽ nhìn về phía trước của những cái ngày sắp tới của Ý Nhi, những cái nỗ lực sắp tới của bạn, để mà bỏ qua những cái phát biểu mà nó hơi dài và có những cái ý nó hơi lệch cái quỹ đạo như vậy. Và Dung cũng nghĩ rằng là thực sự là câu chuyện của Ý Nhi và bạn trai nó là một cái về vấn đề cá nhân á, thì những cái gì Ý Nhi trả lời về bạn trai thì nó cũng đã rất là nhiều á, và công ty cũng như Ý Nhi cũng mong đợi là chúng ta sẽ khép lại câu chuyện đó, để cùng quan sát, cùng để ý tới những cái hành trình sắp tới của Ý Nhi, bởi vì Ý Nhi sẽ phải phát triển độc lập chứ không phải là phát triển dựa vào bất kỳ một cái điều gì trong cái cuộc sống cá nhân của mình hết, nên là mong mọi người hãy nhìn vào những nỗ lực kế tiếp của Ý Nhi, và chị Dung cũng mong là trong những cái bước đi sắp tới của em thì cuộc sống riêng mình sẽ để là cái nguồn, cái niềm vui của mình sau khi mình xong công việc, mình trở về nhà hay là mình trở về trường vân vân, còn khi trong công việc thì chúng ta sẽ tập trung vào công việc, sẽ không có bàn nhiều đến cái vấn đề đó nữa. Nếu anh chị phóng viên nhà báo nào có hỏi thì mình cũng nên mong các anh chị thông cảm để cho cái cuộc sống của bạn trai em được bình yên nữa đó. Cái thứ hai là những cái áp lực đồng trang lứa hay là bạn bè đồng trang lứa thì mỗi người đều có cái hoàn cảnh và cái sự nỗ lực của mình. Chị cũng có nghe trong cái bài phỏng vấn của em thì em cũng có nói là, tại vì cái câu hỏi là một cái câu hỏi là nhiều bạn trẻ như thế này thì Ý Nhi thấy như thế nào đó, nhiều bạn trẻ thì thích chọn cách giải tỏa stress bằng cách đi bar búp vân vân, thì Ý Nhi chọn cách giải tỏa stress bằng cách nào, thì trong cái phần trả lời chị Dung thấy là Ý Nhi đã trả lời là em thấy rất nhiều bạn trẻ đang nỗ lực và rất là nhiều bạn trẻ đã thành công, nhưng mà có lẽ là cái phần đó thì không được đưa lên nhiều trên trên các cái phần trên mạng xã hội hiện nay, mà lại đưa cái phần mà Ý Nhi trả lời cái ý phía sau đó, cho nên là thành ra bạn giống như là cái phát ngôn của bạn chưa chuẩn, nhưng thật sự cái phát ngôn ban đầu, cái ý ban đầu vô cùng tích cực và vô cùng khiêm tốn, chân thành. Thì cũng mong là các tài khoản chúng ta sẽ chia sẻ thêm những cái ý đó để mọi người có thể hiểu được Ý Nhi nhiều hơn. Vì có lẽ là khi mà những ai quan sát Ý Nhi trong những ngày qua, có lẽ là chúng ta đều thấy Ý Nhi là một cô gái rất là chân thành và không có bất kỳ một cái sự tự cao hay tự tin nào ở đây. Chính vì bạn đem cái sự chân thành đó ra mà bạn đã để cho mọi người kiểu là thấy hết được ruột gan tâm tư của mình, cho nên là đã mới xảy ra những cái lỗi như vậy. Và công ty cũng như là Ý Nhi,
cá nhân Dung cũng cam kết là bạn sẽ có những cái nỗ lực phía trước, những cái sự cố gắng, những cái đóng góp, những cái giá trị dành cho cộng đồng, để sẽ lúc đó mới đánh giá được con người Ý Nhi là như thế nào. Thôi, Ý Nhi chắc là cái chia sẻ nó cũng khá là đầy đủ rồi đó. Thì Dung với Ý Nhi cũng sẽ có đôi lời chia sẻ nữa rồi tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều cuối tuần thật là vui, thật là đầm ấm bên gia đình. Và mong là hãy nghĩ về Ý Nhi trong những giây phút đăng quang, trong những cái điều tốt đẹp mà bạn sẽ làm và chuẩn bị làm. Em xin chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình, người thân, cũng như là giải trí cuối tuần, để có thể bắt đầu một cái tuần mới thật sự là năng lượng và tích cực. Ý Nhi thì luôn mong muốn sẽ mang đến những cái giá trị thật sự là tích cực và tốt đẹp đến mọi người. Vì vậy là hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho những cái phát ngôn thật sự chưa chín chắn của Ý Nhi, và sẽ nhìn nhận ở Ý Nhi một cách khách quan hơn ở trong tương lai, những cái giá trị mà Ý Nhi sắp sửa mang đến với mọi người.